Đi học thôi, đi học thôi. Sách đâu? Sách có chưa? Sách á? Sách đây mà. Sách tôi cặp ở hông từ nãy giờ mà. Sách hông cặp vào hông. Sách trong tiếng Nhật đọc á? Hông. Hông. Em ơi. Giặt cho tao nghe cái áo này. Giặt nhá. Nhanh lên đấy. Ơ sợi có tạp chí đây nào. Thì cứ giặt đi. Bỏ nó ra giặt đi. Sao giặt được? Ok, giặt đi. Giặt đi, giặt đi. Giặt đi. Giặt xị. Được chưa nào? Tạp chí tiếng Nhật là giặt xị. Giặt xị. Anh ơi, anh giúp em đi, em xin bưng báo cho anh cũng được mà. Thôi được rồi. Chú xin bưng báo để anh cho chú làm. Dạ vâng. Ok. Báo trong tiếng Nhật là xin bưng. Xin bưng báo. Xin bưng. Ôi. Thế chột này. Ô thế chột. Phim người phán xử ấy. Này, hôm qua tao vừa gặp một người, ông cho tao cuốn sổ tay này. Sổ tay á? Thế chột. Sổ tay của thế chột. Sổ tay của thế chột. À, thế chột. Thế chột. Ok. Sổ tay trong tiếng Nhật là thế chô. Thế chô. Thế chột. Ok. Ôi ông ơi, ông ơi. Sao? Hôm qua tôi gặp Messi ấy. Messi ấy? Điều thế. Đây, danh thiếp của Messi đây. Ô, đúng danh thiếp của Messi này. Danh thiếp trong tiếng Nhật là Messi. 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 Này, tối nay Việt Nam cả Mã Lai đấy. Trận này dễ ăn quá. Lại cá độ à? Có tiền chưa? Tiền á? Tiền hôm nay quên không mang. Đây, dùng thẻ của anh này. Dùng thẻ của anh mà cá độ. Dùng thẻ để cá độ á? Ừ. Được, ngon đấy. Hay, thẻ trong tiếng Nhật là cá độ. Cá độ bóng đá. Cá độ. Này, 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 em Pikachu. Anh bảo này, đi đâu đây? Đi mua anh cái bút chì nhá. Trong tiếng Nhật, bút chì là em pizza. Em pizza. Em Pikachu. Em pizza. Này ông ơi, họp. Cái gì? Họp á? À mà chìa khóa phòng họp ở đâu? Sao thì biết được? Ok, cái gì? Cai ghi, phát âm còn giống đúng không nào? Cai ghi là cuộc họp. Cai ghi, cuộc họp. Cai ghi, cái gì? Trong bài 3 chúng ta sẽ học cùng cặp một từ, đó là từ phòng họp. Phòng họp là gì nhỉ? Cai ghi sít. Đúng rồi, cai ghi sít. Họp cái gì? Cai ghi. Cai ghi. Tiếp theo, chúng ta sẽ bỏ chữ y ở giữa trong cái từ cai ghi này đi. Đúng không? Cai ghi. Bỏ chữ y đi sẽ còn là Kagi. Kagi. Kagi là chìa khóa. Chìa khóa phòng họp. Các bạn nhớ này. Kagi shitsu no kagi. Chìa khóa phòng họp. Ok. A-di-đà Phật. Nhà sư mặc áo cà sa cầm mô. Nhà sư mặc áo cà sa cầm mô. Trong tiếng Nhật, cái ô là kasa. Kasa. Sư mặc áo kasa. Cầm ô. Kasa. Kasa. Bang chủ cái bang, hôm nay ta đi mua cặp. Tiếng kia. Cái cặp này bao nhiêu tiền? Cái bang á? Cái bang em không bán cặp cho cái bang. Tại sao lại không bán ông cái bang? Cái bang làm gì đi học mà mua cặp? Cái cặp trong tiếng Nhật là cà bang. Cái bang, cà bang. Không, không yêu tôi đâu.
điều to gì đâu sợ. Đi. Ok. Ô tô. Em. Ô tô trong tiếng Nhật là gì đô sợ. Gì đô sợ. Gì đô sợ. Gì đô sợ. Rõ quá. Anh ơi, cái bàn này bao nhiêu tiền đấy? 2 triệu. 2 triệu á? Đắt thế. Này, vợ em nó chửi chết. Đấy, chú cứ về bàn với vợ đi. Ok. Chú cứ về tsukue. Cái bàn trong tiếng Nhật là tsukue. Chú cứ về bàn với vợ. Tsukue. 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 Quỷ sứ cái ghế này. Ai để đây này? Quỷ sứ. Y sứ. Y sứ là cái ghế. Nghe chưa? Y sứ là cái ghế. Quỷ sứ. Y sứ. Hello everybody, I'm teacher. What's your name? Ê, cô ấy nói tiếng Anh đi chứ. Đi học tiếng Nhật cơ mà. Ừ nhỉ, chắc mình vào nhầm lớp. Ego. Trong tiếng Nhật, tiếng Anh là ego. Ego. Ego ấy. Ego. Ego. Nhớ không được nhầm. Đây nhỉ, ego. Và đây là tiếng Anh nè, ego. Ego. Ok. À, cái xô nhà mình đây rồi. Đúng cái xô nhà mình đây rồi. Tìm mãi. Xô. Xô có nghĩa là đúng. Xô nhà mình. Đúng cái xô nhà mình. Trong tiếng Nhật thường người ta hay nói là xô 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 xô, tức là đúng 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 rồi. Chị gái xem phim mát à? Không phải. Trên YouTube làm gì phim mát? Tình cảm. Trong tiếng Nhật, chị gái mát là không phải. Sai rồi. Chị gái mát, chị gái xem phim mát, chị gái. Ok, chị gái xem phim mát, chị gái mát. Không phải, không phải.